Chào các bạn, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn nhanh một số cách dùng các hợp âm để chúng ta xử lý những ô nhịp nó có hai hợp âm giống nhau. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ ngắn của bài chiều một mình qua phố, hợp âm sệt giống theo giống như trên mạng á, mình sẽ để trên màn hình. Mình sẽ đánh lướt qua nó như thế này. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng quy chưa lên lời đó cho tim đó. Thì đó là âm trên mạng. Và bây giờ mình sẽ thay đổi những cái chỗ mà hai lần giống nhau, mình sẽ thay đổi đi rồi mình sẽ giải thích nè. Chiều mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng quy chưa lên mà một lời đó cho tim. Rồi thì đầu tiên hai lần rê thứ, thì một thế rê thứ mình bấm đây và một thế rê thứ bấm đây, nhưng mà thế rê thứ bấm này mình sẽ bấm tắt như thế này để tận dụng cái dây buông dây số 4. Rồi qua cái rê 7 thì chúng ta có thể thay đổi thế rê 7 thường bấm như thế này, thì lời 2 hoặc lời 3 các bạn có thể bấm thế theo giống thế si 7 thì chéo lên đây nó thành rê 7, bấm dây nào đánh dây đó, dây số 2 không đánh. Rồi khi bạn nghe này thì cái nốt này nó sẽ qua đây, còn rê 7 chỗ này thì nốt này nó phải đây ha. Đó. Rồi tiếp tục là đến si giáng trưởng, thì cái này nó các bạn biết rồi đúng không, dây 4 không đánh thì phải bấm. Rồi đến cái thế 2 lần la 7 thì mình sẽ sử dụng cái nốt giai điệu ngay chỗ nó có trùng với nốt mi, mình sử dụng thế này là la 7 bát mi. Thì thực sự cái thế này là sắp xếp của cái thế này nè, các bạn ví dụ đây là mi 7 nè đúng không, bình thường mi 7 nè thì đây là la 7 nè, chúng ta thêm nốt rê vô đúng không, thêm nốt này vô thì nó vẫn là la 7. Thì thay vì chúng ta đánh bát này thì chúng ta đánh bát nốt mi này ha. Thì thay vì mình đánh là chiều mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng quê chưa lên, thì nó vẫn được nha. Nhưng mà mình đoán thế này cho nó tiện, thì cái nốt các bạn thấy nè, mi son đô thang son la, thì bên đây nè mi la đô thang son thì nó giống nha. Có khi nắng quê chưa lên mà bụi đường cái lòng anh đó. Thì thay vì hai lần la 7 bấm như thế này thì bây giờ mình bấm một cái la 7 bát mi, rồi xong qua la 7 bình thường, rồi về lại si giáng trưởng đó. Thì đó là nội dung của bài hôm nay, rồi hẹn gặp các bạn trong các nội dung tiếp theo.